Chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại điểm này, nhiều người đã tìm, chọn mua các loại hoa cây cảnh về để trang trí nhà cửa. Chưa nhiều đào, quất mai, nhưng các nhà vườn cũng đã sẵn sàng nhiều loại hoa cây cảnh mới để người tiêu dùng lựa chọn. Muốn mang không khí Tết sớm đầm ấm cho gia đình, chị Hậu Lộc ở phường Bắc Cường đã tranh thủ ngày nghỉ tìm đến các nhà vườn chọn mua những loại cây cảnh ưng ý nhất về trang trí nhà cửa. Cứ trước Tết thì thường là có không khí hơn, nhưng mà cứ mua trước Tết để chơi sớm đi hơn thì tùy theo ý thích. Chị nhìn thấy màu sắc của hoa đẹp, như chị chọn những giỏ cúc vàng, cúc đỏ, rồi chị chọn một số những cái cây hoa màu đỏ đấy chị trồng ở nhà. Dịp này, chị Nguyễn Thị Lan ở phường Bắc Cường cũng mua thêm một số loại hoa có màu sắc sặc sỡ để trang trí khuôn viên trước nhà, không chỉ làm đa dạng thêm bộ sưu tập hoa cây cảnh. Không khí Tết sẽ ý nghĩa hơn khi chị Lan được tận tay chăm sóc cây cho tới khi nở hoa đón Tết. Loại hoa, loại cây quả nào cũng rất là đẹp, cũng rất là thú vị và rất có ý nghĩa trong dịp Tết. Thì năm nay là tôi đã chuẩn bị thêm, tức là trồng thêm một số cái cây thu hải đường ở hành lang, ở cổng cũng như là trong gia đình. Và tiếp theo là tôi đã chuẩn bị mua thêm một số, chuẩn bị thêm một số cái loại là phong lan. Lan rất là đẹp, như là lan hồ điệp hoặc lan của Sapa để cho cái không khí Tết nó được ấm cúng hơn. Đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, dịp Tết Nguyên đán năm nay, các chủ vườn đã chuẩn bị đa dạng hơn các loại cây hoa cảnh. Khi mua cây, khách hàng cũng được chủ vườn tư vấn thêm về cách chăm sóc để có thể tự chăm cho hoa ra đúng dịp Tết. Năm nay thì có cũng như mọi năm, và nó còn có thêm cúc Hàn Quốc, cúc Vạn Thọ, cúc các loại cúc, cúc mâm xôi. Được nhiều người rất là ưa chuộng và chơi rất là bền, được lâu. Cũng đặt cái loại đấy, đặt trước để người ta về người ta chơi, thậm chí là chơi cả Tết Dương lịch, chơi Noel, chơi Tết Dương lịch và để được qua Tết âm lịch luôn. Đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, thị trường hoa cây cảnh cũng nhờ vậy đã ấm dần lên ngay từ những ngày cuối năm Dương lịch. Đây là tín hiệu vui để các nhà vườn tích cực chăm sóc, tính toán lượng hàng, chuẩn bị chu đáo cho thị trường Tết.